Cô chào các em. Các em thân mến, ở bậc tiểu học và lớp 6 năm học qua, các em đã được làm quen và cũng đã thực hành vận dụng tìm ý trong văn tự sự, văn miêu tả qua các bài tập làm văn. Tiết học hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách lập ý của bài văn biểu cảm. Các em chú ý tập trung nghe giảng trước, sau đó sẽ chép bài theo các slide có biểu tượng bút chì ở góc trái phía trên của màn hình nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm. Lập ý chính là tìm ý đấy nhé các em. Các em cùng cô đọc đoạn văn sau. Các em rồi đây lớn lên sẽ quen dần với sắt thép và xi măng cốt sắt. Nhưng nứa tre sẽ còn mãi với các em, còn mãi với dân tộc Việt Nam, chia bùi sẻ ngọt của những ngày mai tươi hát, còn mãi với chúng ta với hạnh phúc hòa bình. Ngày mai trên đất nước này, sắt thép có thể nhiều hơn tre nữa, nhưng trên đường trường ta dẫn bước, tre xanh vẫn là bóng mát, tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình, tre sẽ càng tươi những cổng chào thắng lợi, những chiếc đua tre vẫn dướng lên bay bổng, tiếng sáo dừ tre cao vút mãi, thép mới cây tre Việt Nam. Các em thực hiện tìm hiểu theo gợi ý sau. Việc liên tưởng đến tương lai công nghiệp hóa đã khơi gợi cho tác giả những suy nghĩ gì về cây tre? Tìm các chi tiết từ ngữ thể hiện nội dung biểu cảm vừa xác định. Hãy khái quát cách tìm ý được vận dụng ở ngữ liệu trên. Trong ngữ liệu này, các em cần chú ý đến những chi tiết. Rồi đây lớn lên, các em sẽ quen dần với sắt thép và xi măng cốt sắt. Ngày mai, sắt thép có thể nhiều hơn tre nữa. Ở thời điểm hiện tại, vào năm 1955, tác giả đã nghĩ đến tương lai để khẳng định tre còn mãi với dân tộc Việt Nam, còn mãi với chúng ta, tre xanh vẫn là bóng mát, tre vẫn mang khúc nhạc tâm tình, tre sẽ càng tươi những cổng chào thắng lợi, đu tre vẫn dướng lên bay bổng, tiếng sáo tre cao vút mãi. Như vậy, từ hiện tại, người viết có thể liên hệ đến tương lai để bày tỏ suy nghĩ về đối tượng biểu cảm. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một cách lập ý thường gặp trong văn biểu cảm qua ngữ liệu 2 trang 118. Trong các món đồ chơi, tôi say mê nhất con gà đất, một chú trống đẹp mã, oai vệ, với chiếc kèn lá tơi cài vào ức để tạo ra tiếng gáy. Đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được niềm vui kỳ diệu ấy tái sinh trong tâm hồn. Khi nhớ lại buổi sớm mai, tôi mang con gà ra đứng trước thềm, ấp nó giữa lòng bàn tay, dồn hơi đầy ngực, ngửa mặt lên trời và gặp người dần dần lúc hạ giọng, giống y như dáng điệu con gà lúc gáy. Còn gì vui hơn với một đứa bé khi nó được hóa thân thành con gà trống để giọng dạc cất lên điệu nhạc sớm mai. Bao giờ tôi cũng thử rất lâu để chọn được một con gà đất có giọng trầm, biết cách bụng hai bàn tay để điều khiển giọng gáy thật sinh động, giống y như người nghệ sĩ thổi kèn đồng. Bây giờ tôi hiểu ra những đồ chơi trẻ con thời ấy rất hấp dẫn bởi chính tính mong manh của chúng. Chiếc trống lùng tung bị thủng trong chốc lát, con ve bị đứt dây, con gà đất rồi cũng vỡ trên tay đứa bé. Vâng, thử tưởng tượng một quả bong bóng không bao giờ vỡ, không thể bay mất, nó cứ còn mãi như một vật lì lợm. Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bong bóng bay. Đồ chơi trẻ con đó là nỗi vui mừng khi có được trong tay và còn là nỗi tiếc nuối khi bỗng dưng bị mất nó. Những con gà đất lần lượt vỡ dọc theo tuổi thơ, mãi để lại trong tôi một nỗi gì sâu thẳm, giống như một linh hồn. Theo Hoàng Vũ Ngọc Tường, Người ham chơi. Các em tìm các chi tiết được ghi lại qua hồi tưởng. Việc hồi tưởng quá khứ đã gợi lên trong tác giả cảm nhận gì đối với đồ chơi con trẻ. Qua tìm hiểu ngữ liệu, hãy khái quát cách tìm ý. Đoạn đầu văn bản là dòng hồi tưởng về quá khứ gắn liền với con gà đất. Cũng từ con gà đất, một loại đồ chơi bằng đất nung, người viết bày tỏ một cách nhìn. Những đồ chơi trẻ con thời ấy rất hấp dẫn bởi chính tính mong manh của chúng. Hay một quả bong bóng không bao giờ vỡ, không thể bay mất, cứ còn mãi như một vật lì lợm. Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bong bóng bay. Đồ chơi con trẻ, đó là nỗi vui mừng khi có được trong tay và còn là nỗi tiếc nuối khi bỗng dưng bị mất nó.
Những con gà đất lần lượt vỡ dọc theo tuổi thơ, mãi để lại trong tôi một nỗi gì sâu thẳm giống như một linh hồn. Đó mãi là những nốt trầm sao xuyến, những cảm xúc một thời thơ bé mãi lắng đọng trong lòng người viết. Vậy, hồi tưởng quá khứ cũng là một hướng khai triển suy nghĩ cảm xúc của bài văn biểu cảm. Ta có thể vận dụng cách tìm ý này khi gặp đề bài sau. Biểu cảm về người mẹ thân yêu của em. Các em có thể hồi tưởng lại một lần mình bị ốm. Mẹ đã phải vất vả chăm sóc mình trong sự lo lắng ra sao. Trên cơ sở đó, các em sẽ bày tỏ những suy nghĩ cảm xúc đối với mẹ. Các em à, tưởng tượng vốn là một năng lực cần có khi làm văn. Tưởng tượng cũng giúp ta tìm được ý cho bài văn biểu cảm. Các em cùng cô đọc lại ngữ liệu trên màn hình nhé. Ôi, cô giáo rất tốt của em. Không, chẳng bao giờ em để quên cô được. Sau này khi em đã lớn, em vẫn sẽ nhớ đến cô và em sẽ tìm gặp cô giữa một đám học trò nhỏ. Mỗi bận đi ngang qua một trường học và nghe tiếng một cô giáo giảng bài, em sẽ tưởng chừng như nghe tiếng nói của cô. Em sẽ nhớ lại 2 năm ngồi trong lớp học của cô. Ở đó em đã học được bao nhiêu điều bổ ích. Ở đó em đã bao lần nhìn thấy cô mệt nhọc nhưng luôn theo dõi lớp học, luôn yêu thương học trò. Không bao giờ, phải không bao giờ em lại có thể quên cô được, cô giáo yêu quý của em. Theo Edmond de Amici, những tấm lòng cao cả. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập ý của ngữ liệu trên kết hợp với một ngữ liệu khác nữa nhé. Các em cùng cô đọc ngữ liệu này. Ngồi trên núi cao mùa thu, nhìn ra sóng núi tứ bề, cứ thấy nhớ biển, nghĩ về bờ biển. Lũng Cú cao hơn mặt biển khoảng 2.000 thước và nằm ở vĩ tuyến 23 độ lẻ 22 phút. Ở đây, rừng của lâm nghiệp bảo vệ rừng ngày càng lớn núi. Và trong chỗ tích tắp chân trời Cà Mau kia thì đất ngày càng lớn biển. Tổ quốc ta ngày càng xanh vui và cao lớn mãi. Ở đây chim hỏa mi rất nhiều. Ở trong mũi biển xa xôi Cà Mau thì cá múa trong lòng rạch, lòng kênh. Châu cha, hôm nào đất nước yên hàng, tôi nghĩ rằng mình phải có những chuyến tàu bay trực thăng tốc hành đi thẳng từ mũi Cà Mau ra mũi Lũng Cú, cứ chiếu thẳng hướng bắc mà đi, rồi đổ xuống cái vạt núi Lũng Cú đang bốc khói lam chiều này. Theo Nguyễn Tung, mỏm Lũng Cú tột bắc. Các em trả lời các câu hỏi sau. Tìm chi tiết được viết bằng trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng đã giúp người viết bày tỏ lòng yêu mến cô giáo như thế nào ở văn bản 31 trang 119. Cụm từ hôm nào đất nước yên hàng nói lên điều gì về bối cảnh đất nước tương ứng với thời điểm tác giả viết bài. Bối cảnh ấy cùng với việc liên tưởng từ Lũng Cú cực bắc của Tổ quốc tới Cà Mau cực nam Tổ quốc đã giúp tác giả thể hiện tình cảm gì ở văn bản 32 trang 119 trang 120. Qua đó khái quát cách lập ý từ 2 văn bản trên. Ở văn bản 31, chi tiết được viết bằng trí tưởng tượng là mỗi bận đi ngang qua một trường học và nghe tiếng một cô giáo giảng bài, em sẽ tưởng chừng như nghe tiếng nói của cô. Trí tưởng tượng đã giúp người viết bày tỏ lòng yêu mến và sự biết ơn sâu sắc đối với cô giáo. Cụm từ hôm nào đất nước yên hàng cho thấy bối cảnh hai miền Nam Bắc bị chia cắt tương ứng với thời điểm viết bài. Người viết tưởng tượng một ngày kia, khi chiến tranh qua đi, để gửi gắm mong muốn Nam Bắc không còn cách trở, việc đi lại xuyên suốt từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, bộc lộ khát vọng thống nhất đất nước, Nam Bắc sum họp một nhà. Qua 2 văn bản thuộc cách tìm ý này, ta nhận thấy việc tưởng tượng một tình huống trong tương lai cũng giúp người viết bày tỏ sự hứa hẹn mong ước. Cô dẫn thêm một ví dụ khác nữa. Chẳng hạn như ở đề cảm nghĩ về nụ cười của mẹ, các em có thể tìm ý với giả định một mai kia khi mẹ mãi đi xa, lúc ấy lòng mình cảm thấy thế nào, hụt hẫng ra sao nếu chẳng còn nụ cười của mẹ bên đời. Vậy nên hiện tại mình càng phải trân quý, gìn giữ từng phút giây hiện diện nụ cười trên môi mẹ. Miêu tả vốn là một phương thức biểu đạt rất gần gũi với các em. Miêu tả cũng hiện diện trong văn biểu cảm, nhưng với một vai trò khác. Hãy xét ngữ liệu 1, 4, trang 120, 121 để thấy rõ điều này. Các em cùng cô đọc văn bản. Người ta nhiều lúc nhàn, quay quần bên cạnh người thân,
nhưng không mấy khi lại tỉ mỉ vẩn vơ mà nhìn ngắm những người yêu mến của ta. Cho nên thỉnh thoảng tôi sực nhớ, tôi chợt nhìn U, tôi bỗng giật mình. Tôi ngờ ngỡ như người vừa trước mặt đây không phải là U tôi. Có đâu U tôi lại thế kia, tóc đường môi U tôi lớn đớn, ruộng chỉ còn đưa thưa. Lúc U tôi cười, nếp nhăn ở đuôi con nắp nheo lại, xét lên nhau. Đến khi hết cười cũng còn hằn những vết rạn khí quanh suốt hai bên gò má. Hàm răng trên của U tôi hển huyết ba lỗ đã mấy năm nay. U tôi già đi từ bao giờ? U tôi đã già đi lúc nào? Tôi thực không hay. Theo Tô Hoài, Cỏ Dại. Các em tìm các chi tiết thể hiện sự quan sát miêu tả. Những chi tiết quan sát miêu tả ấy giúp người đọc nhận ra tình cảm gì của người viết, khái quát cách lập ý biểu cảm qua đoạn văn này. Phần hiển thị màu tím trên màn hình là những từ ngữ thể hiện sự quan sát miêu tả các chi tiết gợi cảm, còn phần hiển thị màu đỏ chính là các chi tiết có giá trị biểu cảm. Trên cơ sở quan sát miêu tả các chi tiết gợi cảm, người viết bày tỏ lòng thương cảm về nỗi nhọc nhằn của mẹ và sự ân hận vì đã thờ ơ vô tâm với mẹ. Cách lập ý biểu cảm ở văn bản này chính là quan sát, bày tỏ suy ngẫm về đối tượng biểu cảm. Các em vừa tìm hiểu các cách lập ý, tức tìm ý trong bài văn biểu cảm. Cần lưu ý rằng, để tạo được sự đồng cảm cho người đọc, người nghe, tình cảm thể hiện trong bài phải chân thật, diễn đạt phải trong sáng. Các em đọc lại ghi nhớ sách giáo khoa trang 121. Trước khi chuyển qua phần luyện tập, cô giúp các em phân biệt cách lập ý trong văn tự sự, miêu tả và văn biểu cảm. Về văn tự sự thì cách lập ý chính là hình thành nên một cốt truyện từ tình huống phát sinh, diễn biến đến cao trào và dẫn đến kết thúc. Còn trong văn miêu tả thì lập ý chính là sự quan sát theo một trình tự nhất định. Trình tự đó có thể là theo thời gian, theo không gian, cũng có thể là kết hợp vừa thời gian vừa không gian. Còn cách lập ý trong văn biểu cảm là các cách lập ý nãy giờ mình tìm hiểu đó các em. Thứ nhất, từ hiện tại ta có thể liên hệ đến tương lai để bày tỏ suy nghĩ, hoặc hồi tưởng quá khứ để nêu suy nghĩ cảm xúc đối với đối tượng biểu cảm, hay tưởng tượng ra một tình huống để bày tỏ sự hứa hẹn mong ước, cũng có thể là quan sát trên cơ sở đó bộc lộ các suy ngẫm cảm xúc về đối tượng. Chúng ta chuyển qua phần luyện tập. Bài tập 1. Nhận biết cách lập ý được vận dụng ở các ngữ điệu sau. A. Cây thông cằn cỗi, cành thông xương xương, lá thông tỉ mỉ, nhưng ai dám liệt thông xuống ngang hàng với muôn loài cỏ. Theo Nguyễn Tất Thứ. B. Thảo có nhớ những lần chúng mình cùng dạo Hồ Tây, cùng chơi thủ lệ, cùng tham quan ao vua. Thảo có nhớ một lần mình ốm dài, Thảo viết bài cho mình. Theo ngữ văn 7, tập 1, trang 72. Bài tập 2. Cho đề văn sau. Cảm xúc về vườn nhà, hãy lập ý cho đề văn trên. Cô hướng dẫn các em làm bài. Phần trình bày cảm nghĩ về vườn nhà có thể khai triển các ý chính sau. Vườn qua bốn mùa, vườn và cuộc sống vui buồn của gia đình, của bản thân, vườn và sự lao động của ông bà, cha mẹ. Còn về phần các ý chi tiết, thì chúng ta sẽ hình thành dựa vào các cách lập ý thường gặp, chẳng hạn như biểu cảm trên cơ sở quan sát miêu tả hoặc biểu cảm trên cơ sở hồi tưởng các sự việc các em nhé. Cô chúc các em vui khỏe học tốt. Chào các em.